Mẫu đèn này có hai phiên bản rất là hot và đang được bán chạy nhất ở công ty bên mình. Hai mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Tinger xoay 360 độ Pro. Đèn nó có chế độ cảm ứng theo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX, nên mọi người có thể mua để đi những cái show sân khấu ca nhạc lưu động, hoặc trang trí những phòng bay, phòng nghe nhạc tại nhà hoặc là những cái phòng karaoke có diện tích từ 20 cho đến 50 mét vuông. Đèn quét ra những cái luồng tia 3D rất là ảo. Mẫu đèn này thì đang được các dân bay săn đón rất là nhiều. Vì giá thành của nó khá là vừa túi tiền thì mọi người có thể mua kinh doanh hoặc là mua trang trí vui chơi tại nhà. Hiện tại mình đang quay đèn được tới từ studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.